Mời quý vị cùng đến với bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Chiến sự Ukraine ngày 27 tháng 12, sau Marinka, Kiev thừa nhận Avdiivka có thể sụp đổ. Urenska Pravda đưa tin, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, tướng Zaluzhny thừa nhận tình hình ở Avdiivka rất căng thẳng và có thể sụp đổ. Kênh Riba đưa tin trên hướng Liman, quân đội Nga tiếp tục các hoạt động chặn đầu cầu của đối phương, dọc hữu ngạn sông Jerebet khi tiến vào vành đai rừng về phía Techni và Jampolovka, mở rộng vùng hiện diện lên chiều rộng 2 km và chiều sâu khoảng 1 km. Giao tranh cũng tiếp tục diễn ra ở rìa phía đông của Lapchevya. Tuy nhiên, đội hình Ukraine, mặc dù bị tổn thất đáng kể, vẫn tiếp tục phản công, cố gắng giành lại các vùng lãnh thổ đã mất. Các hành động thành công ở phía bắc Mỏm Tor sẽ cho phép Nga tăng đáng kể áp lực lên các tuyến phòng thủ của đối phương trong khu vực Makievka và Nevsky, tạo ra mối đe dọa tấn công từ bên sườn. Ở phía nam, Tại khu vực lâm nghiệp Serebansky, Nga đang cố gắng đẩy đội hình Kiev lùi sâu về phía bên kia sông Sebeskidonets, bất chấp khoảng cách tương đối ngắn giữa con sông và các vị trí của Nga. Trên đường đi, các binh sĩ vẫn bị cản đường bởi một khu vực kiên cố của đế phương gần trung tâm giải trí cũ. Nga tiến về mục tiêu lớn ở Chasovyar. Kênh Riba đưa tin theo hướng Solida, Nga tiếp tục hoạt động tấn công gần Bakhmut. Các trận chiến vị trí diễn ra ở sườn phía bắc khu vực Orekhovo và ở khu vực phía tây nam, các cuộc đụng độ chính diễn ra gần Bogdanovka và Ivanovsky. Đồng thời, nguồn tin Ukraine xác nhận về cuộc tiến công của Nga gần Krasnoye. Ở sân phía nam, sau khi quân Nga chiếm các cao điểm then chốt gần Kretchevka, tình hình đã ổn định. Kênh Goroman cho biết, quân Nga hiện đã có mặt tại Nghĩa Trang và các cánh đồng xung quanh gần Bogdanivka và đang chuẩn bị cho các nhiệm vụ tấn công tiếp theo về phía tây tới Sashovya. Tướng Zaluzhny thừa nhận Abdiivka có thể sụp đổ như Bakhmut. Urenska Pravda đưa tin Tổng tham mưu trưởng quân Ukraine, tướng Zelensky thừa nhận rằng trong thời gian tới, Avdiivka sẽ bị quân đội Nga chiếm giữ. Đồng thời, ông cũng cho rằng Bộ Tổng tham mưu coi việc ưu tiên là bảo vệ con người, không phải lãnh thổ. Tướng Zelensky nói, cuộc tấn công mạnh mẽ của quân đội Nga vào Avdiivka ngày càng được so sánh với tình hình khi Ukraine thất thủ ở Atyomops hay Bakhmut. Ông bình luận, đối phương có cơ hội tập trung lực lượng của mình theo một hướng nhất định, và trong 2-3 tháng, họ có thể làm những gì đã xảy ra với Bakhmut. Mỗi mảnh đất đều thân yêu với chúng tôi, chúng tôi sẽ bảo vệ nếu như có đủ lực lượng. Nếu lực lượng không đủ, chúng tôi sẽ cứu người và sau đó chúng tôi sẽ tái chiếm. Trong khi đó, theo kênh v trên thực địa, giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục diễn ra tại Abiyivka. Ở sườn Bắc, các cuộc đụng độ dữ dội nhất diễn ra theo hướng Ocheretino, Novo Kalinovo, cũng như ở khu vực Stepnovoi. Đồng thời, Nga đã tiến khoảng 300 mét dọc theo tuyến đường sát gần Ocheretino và tại khu vực Novo Kalinovo trong vài ngày qua họ đã loại bỏ một số đơn vị hỗ trợ của Ukraine. Trong khi đó, ở phía Nam, quân Nga gia tăng áp lực lên các vị trí đối phương, từ Vodianoi về phía Sveni và Povomaisky, giao tranh cũng tiếp tục diễn ra trong khu vực tư nhân ở phía Nam Abdyivka. Rõ ràng với tần suất báo cáo về việc chuyển quân dự bị của Moscow gần Abdyivka, Kiev phải sẵn sàng đương đầu với các cuộc tấn công mới, dữ dội hơn trên toàn bộ khu vực. Các nhà phân tích Ukraine nói Avdiivka và Chasovia có thể sụp đổ. Các kênh phân tích quân sự Ukraine cho rằng Kiev có thể mất Avdiivka và Chasovya sắp tới. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là các hành động tấn công của Nga theo các hướng này rất phức tạp bởi một số yếu tố. Từ phía đông, Chasovya được bao phủ bởi chuỗi công sự nằm dọc theo bờ con kênh Sivikis Donetsk, Donbass. Bản thân thành phố nằm trên cao và ở phía đông bắc, bao gồm Zelenka. Các đường tiếp cận thị trấn bị chặn bởi 4 điểm hỗ trợ. Đồng thời, cuộc tấn công vào trạm kiểm soát ở Zoloda vào ngày 24 tháng 12 ở mặt trận phía đông của Chasovya đã khiến Bộ Chỉ huy Kiev lo lắng. Tiếp theo đó là việc các đơn vị Nga tiến vào Bogdanovka, đồng thời với một cuộc tấn công bằng pháo binh và sử dụng pháo vật lực nã vào các vị trí của đối phương ở phía bắc khu dân cư. Các kênh truyền thông của Ukraine như Ocean Deep State UA và Ukraine Update đã xác nhận điều này. Tuy nhiên hoàn cảnh ở đây vẫn còn khó khăn. Từ phía Nam, không gian hoạt động để phát triển cuộc tấn công theo hướng điểm Stopolki của Nga ở phía Nam Chasovia và tuyến đường từ Ivanovsky tới Konstantinovka cách đó 12 km mở ra từ Andriivka, nơi tình hình đã được san bằng một phần. Chỗ dựa lớn duy nhất của Ukraine ở đây nằm ở bên trái kênh Severkis Donetsk Donbass. Tuy nhiên, tình hình ở đây rất khó khăn đối với Ukraine do liên tục có tổn thất. Trong vài ngày qua, một số lượng lớn quân nhân bị tê cống đã được chuyển tới Slavians và Kramatos, trong đó có 200 người. Điểm sơ tán gần nhất của Ukraine nằm ở Stupoki, cách Kosatimnovka khoảng 6 km và cách Kramatos 25 km. Để vượt qua hàng phòng ngự của Ukraine ở đây, trước tiên Nga phải giành lại quyền kiểm soát Andriyivka. Ukraine quyết giữ đầu cầu ở Kherson. Udenska Bravda đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo, trong ngày 26 tháng 12, quân Nga đã thực hiện 14 cuộc tấn công bất thành vào bờ trái sông Dnipro ở vùng Kherson. Báo cáo qua đoạn, quân Nga không từ bỏ ý định đánh bật các đơn vị của chúng tôi khỏi đầu cầu tả ngạn sông Dnipro. Như vậy, trong ngày, đối phương đã tiến hành 14 đợt xung kích không thành công, bị chặn đứng với tổn thất nặng nề các đơn vị đã phòng thủ ổn định, giữ vững vị trí và gây cho đối phương những thất bại nảy lửa. Trong ngày, không quân đã tiến hành không kích vào 17 khu vực tập trung nhân sự, khí tài, trang thiết bị quân sự cũng như 5 hệ thống tên lửa phòng không của Nga. Phòng không bắn hạ 2 tên lửa dẫn đường Kha-59 và một UAV trinh sát. Ngoài ra, không quân Ukraine đã tấn công thành công tàu đổ bộ cơ lớn Novo của hạm đội Biển Đen. Báo cáo cho biết thêm và xác nhận lực lượng của họ đã để lùi hầu hết các đợt tấn công của Nga ở Kubiansk, Liman, Arivka và Zabritschia. Tướng Zaluzhny nói quân Ukraine rút lui nhưng vẫn ở phía bắc Marinka. Kiev Independent đưa tin Tổng tham mưu trưởng Valery Zaluzhny cho biết ngày 26 tháng 12, quân đội Ukraine vẫn ở phía bắc thành phố Marinka thuộc Donetsk. Sau tuyên bố của Nga về việc kiểm soát hoàn toàn Marinka hôm 25 tháng 12, tướng Zaluzhny cho biết quân Ukraine buộc phải rút lui về vùng ngoại ô Marinka và ở một số nơi thiết lập các vị trí bên ngoài thành phố. Marinka thất thủ là thành công quân sự lớn đầu tiên của Nga kể từ khi giành được Bakhmut vào tháng 5 sau nhiều tháng giao tranh ác liệt. Ông Zaluzhny cho rằng cách duy nhất để ngăn chặn Nga là gây thêm tổn thất. Nga xác nhận tàu hải quân bị bắn trúng. Guardian đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga và các quan chức cho biết một người không qua khỏi, hai người bị thương và một tàu đổ bộ lớn có tên Novo Chikas bị hư hại trong cuộc tấn công vào rạng sáng 26 tháng 12 của Ukraine nhằm vào thành phố cảng Feodosia ở bán đảo Crimea. Hãng tin Interfax dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đối phương đã sử dụng tên lửa dẫn đường được phóng từ máy bay để tấn công Feodosia. Reuters đưa tin, thống đốc Crimea do Nga bổ nhiệm, Sergei Aksyonov cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng một người không qua khỏi hai người bị thương do vụ tấn công. Vụ tập kích của Ukraine vào Crimea làm hai tàu Nga bị chìm. Radio Liberty đưa tin, hình ảnh vệ tinh cho thấy trong cuộc tấn công vào cảng Feodosia ở Crimea dạng sáng 26 tháng 12, ngoài tàu đổ bộ Novo Chikas, một con tàu khác bị chìm một phần. Chiếc thứ hai bị chìm là tàu huấn luyện cũ UTS-150, đã được nhìn thấy trong các bức ảnh chụp từ cảng tại địa điểm này, ít nhất kể từ năm 2007. Bộ trưởng Anh, việc phá hủy tàu Nga chứng tỏ xung đột không bế tắc. Khi F Independent đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh Grant Sharp cho biết vào ngày 26 tháng 12, rằng vụ tấn công gần đây của Ukraine và tàu Nga ở Biển Đen chứng tỏ cuộc xung đột không có bế tắc. Trước đó, tư lệnh không quân Ukraine Mirchuk cho biết cuộc tấn công đã phá hủy tàu đổ bộ cỡ lớn Novochekas của Nga, đồng thời chia sẻ đoạn video khi lại vụ nổ lớn. Ông Sharp viết, việc loại bỏ hải quân của ông Putin chứng tỏ những người tin rằng có sự bế tắc trong cuộc xung đột Ukraine là sai lầm. Vào đầu tháng 11, Tổng tham mưu trưởng Ukraine Valery Zelensky viết trên tạp chí Economist rằng cuộc xung đột đã đi vào bế tắc sau cuộc phản công yếu ớt của Kiev trong năm nay. Trong khi cuộc tấn công trên bộ của Ukraine không đạt được bước tiến bộ đáng kể, nước này đang đạt được những thành công đáng chú ý tại Biển Đen, mặc dù không phải là một cường quốc hải quân. Kể từ khi xung đột bùng nổ, các lực lượng Kiev đã liên tục tấn công các tàu Nga thuộc hạm đội Biển Đen. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Anh, James Hippy, hồi tháng 10 mô tả đây là một thất bại chức năng của lực lượng hải quân Nga tại Biển Đen. Theo Bộ trưởng Shab, ưu thế vượt trội ở Biển Đen của Nga đang bị Ukraine thách thức. Kyiv nói Nga đã mất 354.960 quân tại Ukraine. Kyiv Independent đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo, Nga đã mất 354.960 quân kể từ khi xung đột bùng nổ vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Con số này bao gồm 1.010 tổn thất mà lực lượng Nga phải gánh chịu trong ngày qua. Theo báo cáo, Nga cũng mất 5.899 xe tăng, 10.956 xe chiến đấu bọc thép, 11.109 xe và bồn nhiên liệu, 8.366 hệ thống pháo binh, 934 hệ thống tên lửa phóng loạt, 614 hệ thống phòng không, 329 máy bay, 324 trực thăng, 6.458 UAV, 23 tàu thuyền và một tàu ngầm. EU có kế hoạch cung cấp cho Kiev 20 tỷ euro theo Financial Times, Liên minh châu Âu đang chuẩn bị kế hoạch dự phòng cung cấp cho Kiev 20 tỷ euro bỏ qua sự phản đối của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán. Bộ trưởng Ukraine cảm ơn Anh đào tạo phi công. Guardian đưa tin Rustem Umberov, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết, ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới chính phủ Anh vì đã cung cấp khóa đào tạo cơ bản cho các phi công chiến đấu của Ukraine. Ông nói thêm, Ukraine đánh giá cao chương trình đào tạo phi công mà Anh và các đối tác khác đang cung cấp để giúp chúng tôi chuẩn bị vận hành F-16 tại Ukraine. Đây là đóng góp rất đáng kể cho Liên minh Năng lực Không quân quốc tế dành cho Ukraine. Nga và Ukraine chạy đua tập hợp binh lực, xung đột sẽ leo thang trong năm 2024. Việc cả Nga và Ukraine đều tăng cường đầu tư vào các nguồn lực để chuẩn bị cho những cuộc chiến ác liệt hơn trong tương lai, cho tới hai bên khó có khả năng tiến hành bất cứ cuộc đàm phán nào để chấm dứt xung đột hoặc đồng ý ngừng bắn. Nhân tố tác động tới cuộc xung đột năm 2024 Ở giai đoạn đầu năm 2023, các nước phương Tây và giới chức Ukraine từng hy vọng của phản công của Kiev sẽ làm thay đổi cục diện cuộc xung đột và từng bước mang lại lợi thế cho họ trên chiến trường. Nhưng tới nay, nhiều nhà phân tích cho rằng điều đó đã không xảy ra và triển vọng Ukraine có thể tạo ra bước đột phá lớn vào năm 2024 cũng rất khó khăn. Theo dự đoán, giao tranh ác liệt có thể tiếp tục diễn ra trong năm 2024, nhưng quân đội Ukraine khó có thể tiến hành thêm bất cứ cuộc phản công nào. Trong khi đó, Nga được cho là sẽ tập trung vào việc củng cố quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ mà nước này đã nắm giữ, đặc biệt là ở miền đông Ukraine. Trên chiến trường, các chuyên gia quân sự cho rằng quỹ đạo cuộc xung đột trong năm 2024 sẽ chủ yếu được quyết định bởi Mỹ. Quốc gia nằm cách xa hàng ngàn dặm nhưng là nước viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine. Vẫn chưa rõ liệu các khoản tài trợ của Mỹ dành cho Ukraine có sụt giảm trong thời gian tới, khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đến gần hay không. Xung đột luôn tiềm ẩn những điều không chắc chắn, Nga hoặc Ukraine có thể giành chiến thắng. Nhưng hiện tại, cả hai bên đều đạt được rất ít lợi ích trong năm 2023. Ông Stephen Twitty, cựu phó chỉ huy Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ, hiện là thành viên cấp cao tại Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu CEPA nhận định, nếu không bên nào giành được chiến thắng rõ ràng thì sẽ có sự bế tắc và tiếp theo là một cuộc xung đột đóng băng trong tương lai. Theo quan điểm của tôi, điều có thể làm thay đổi cục diện xung đột là viện trợ của phương Tây. Nếu Ukraine không được tiếp tế, không được tái cấp vốn và không nhận được khí tài thiết bị bổ sung, thì lợi thế có thể nghiêng hoàn toàn về phía Nga, ông Titi lưu ý. Cách đây một năm, sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine rất vững chắc, với việc NATO cam kết viện trợ cho Kiev, chừng nào còn cần thiết để giúp nước này đối phó với các cuộc tấn công của Nga. Nhưng sang tới mùa hè, Ukraine đã phải đối mặt với thách thức lớn khi cố gắng vượt qua các tuyến phòng thủ kiên cố của Nga dọc theo khu vực tiền tuyến trải dài gần 1.000 km về phía nam và phía đông đất nước. Sau khi giành quyền kiểm soát một số ngôi làng, cả Nga và Ukraine bị cuốn vào các trận chiến tiêu hao mà không bên nào đạt được lợi ích đáng kể. Giới chức Ukraine phải thừa nhận không thể tạo ra bước đột phá lớn trong cuộc phản công. Tuy nhiên, Kiev cho rằng họ đã đạt được những bước tiến quan trọng ở các khu vực khác như Biển Đen, với các cuộc tấn công táo bạo vào căn cứ và tài sản của Nga ở Crimea, khiến hải quân Nga phải rút một số lượng lớn tàu chiến ra khỏi Sevastopol. Điều kiện thời tiết đang ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn tại Ukraine. Bùn lầy, mưa lạnh, băng tuyết khiến hoạt động tấn công trinh sát trở nên khó khăn hơn. Tuy vậy, các trận đánh ác liệt vẫn diễn ra, đặc biệt là ở khu vực xung quanh thành phố Bakhmut và Avdiivka, miền đông Ukraine, nơi Nga đẩy mạnh hoạt động tấn công và đã đạt được một số tiến bộ. Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Washington lưu ý rằng, Nga nhiều khả năng sẽ phát động những cuộc tấn công lớn ở các khu vực khác trên mặt trận trong giai đoạn thời tiết khó khăn nhất trong mùa đông nhằm giành thế chủ động trước cuộc bầu cử Tổng thống Nga dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm 2024, còn Ukraine sẽ thiết lập và củng cố các vị trí phòng thủ để bảo toàn nguồn lực cho các nỗ lực tấn công trong tương lai. Sau cuộc phản công thất bại, Ukraine đã chuyển hướng sang chiến lược phòng thủ. Một tướng cấp cao của quân đội Ukraine cảnh báo rằng Kiev đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn pháo và buộc phải cắt giảm hoạt động quân sự vì thiếu sự hỗ trợ từ nước ngoài. Viện trợ và chính trị Cuộc xung đột kéo dài suốt một năm qua đang bào mòn các nguồn lực quân sự của phương Tây, đồng thời làm suy giảm ý chí chính trị của Mỹ và châu Âu trong việc duy trì viện trợ quân sự cho Ukraine. Nguồn tài trợ liên tục cho Ukraine có thể không còn được đảm bảo vào năm 2024 khi cuộc bầu cử Mỹ diễn ra, dự kiến sẽ kéo theo nhiều thay đổi lớn. Hiện giờ, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào cựu Tổng thống Donald Trump, ứng viên của Đảng Cộng Hòa, người đang hối thúc cắt giảm viện trợ cho Ukraine. Theo giới phân tích, phần lớn triển vọng của Ukraine phụ thuộc vào kết quả cuộc bỏ phiếu tại Mỹ. Samuel Cranny Evans, nhà phân tích quân sự tại Royal United Service Institute, tổ chức tư vấn có trụ sở tại London cho rằng, một trong những yếu tố quan trọng là mức độ phụ thuộc của Ukraine vào Mỹ. Nếu cuộc bầu cử ở Mỹ không diễn ra theo hướng có lợi cho Ukraine và EU không thể tiếp tục thể hiện quyết tâm tăng cường viện trợ, thì rất khó có một kịch bản lạc quan cho Ukraine trong năm 2024 nhiều thành viên Đảng Cộng Hòa đã lên tiếng phản đối nỗ lực của chính phủ Mỹ nhằm tiếp tục viện trợ cho Ukraine suốt nhiều tháng qua. Những lời chỉ trích cũng xuất hiện tại một số quốc gia khác ở Đông Âu. Tuy vậy, vẫn có ý kiến bày tỏ sự lạc quan. Cựu đại sứ Mỹ tại NATO, Kurt Volker, cho rằng các gói viện trợ của Mỹ và EU dành cho Ukraine sẽ được phê duyệt vào tháng 1 năm 2024. Và khoản tài trợ này sẽ giúp Ukraine vượt qua thách thức về mặt quân sự thêm một năm nữa. Ông Volker lưu ý, gói viện trợ phải bao gồm các loại khí tài tiên tiến hơn cho Ukraine, như máy bay chiến đấu F-16. Kịch bản trong năm 2024, Nga đang thể hiện quyết tâm trụ vững trong một cuộc xung đột tiêu hao kéo dài tại Ukraine và có khả năng điều động thêm hàng trăm nghìn binh sĩ tham chiến. Trong cuộc họp báo cuối năm, Tổng thống Putin cho biết Nga hiện có 617.000 binh sĩ đang chiến đấu tại Ukraine. Trước đó vào đầu tháng 12, ông Putin đã ký xác lệnh tăng thêm 170.000 binh sĩ trong lực lượng vũ trang Nga, nâng tổng quân số lên 1,32 triệu người. Ngoài ra, Moscow cũng tăng cường chi tiêu quân sự trong năm 2024, đồng thời yêu cầu tổ hợp công nghiệp quốc phòng đẩy mạnh sản xuất khí tài từ máy bay không người lái tới máy bay chiến đấu. Trong khi đó, Ukraine đang chạy nước rút. Bộ Quốc phòng Ukraine tuần trước cho biết mục tiêu chính của nước này vào năm 2024 là thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng trong nước trong bối cảnh nguồn viện trợ của phương Tây sụt giảm. Ukraine cũng thay đổi luật tổng quân, tăng cường trang bị và huấn luyện cho các binh sĩ. Tổng thống Ukraine Zelensky tuần trước cho biết quân đội nước này đã yêu cầu bổ sung tới 500.000 lính nghĩa vụ. Việc cả Nga và Ukraine đều tăng cường đầu tư vào các nguồn lực để chuẩn bị cho những cuộc chiến ác liệt hơn trong tương lai, cho tới hai bên khó có khả năng tiến hành bất cứ cuộc đàm phán nào để chấm dứt xung đột hoặc đồng ý ngừng bắn. Theo giới phân tích, không bên nào muốn tham gia đàm phán nếu họ không giành được ưu thế trên chiến trường. Ông Mario Piekarski, nhà phân tích tại tổ chức Economist Intelligence Unit nhận định, trong trường hợp Đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, thì nguồn tài trợ cho Ukraine chắc chắn sẽ bị cắt giảm đáng kể và khi đó áp lực đàm phán đối với Ukraine sẽ gia tăng. Ukraine không muốn đàm phán, nhưng trong hoàn cảnh đó, họ sẽ không có lựa chọn nào khác trước sức ép của phương Tây. Câu hỏi tiếp theo là liệu Nga có sẵn sàng đàm phán hay không? Bởi một khi phương Tây ngừng hỗ trợ Ukraine, Nga có thể coi đó là cơ hội để đạt được nhiều lợi ích hơn. Theo các chuyên gia quốc phòng, một trong những kịch bản nhiều khả năng xảy ra nhất trong năm 2004 là các bên sẽ tiếp tục cường độ giao tranh như thời điểm hiện tại và đôi khi cuộc chiến sẽ rơi vào bế tắc vì không bên nào đạt được bước tiến lớn trên thực địa hoặc giành được những vùng lãnh thổ rộng lớn.